Chùa Ông Nhiêu tọa lạc ở 253 đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Chùa có tên là chùa Ông Nhiêu vì tương truyền ông Nhiêu là người đầu tiên đứng ra tạo lập chùa, cho nên sau khi được hình thành, người dân đã lấy tên ông đặt tên cho ngôi chùa. Mặt khác, theo tài liệu còn lưu giữ thì chùa được xây dựng năm 1837 với tên gọi Miếu Quang Thánh Đế Quân. Vì vậy, chùa còn được gọi là Đền Quang Thánh hay Miếu Quang Thánh. Di tích này được tạo lập trên vùng đất ven đầm Thị Nại, trung tâm của đô thị Quy Nhơn lúc bấy giờ, là một bằng chứng về sự tồn tại đông đúc của người Việt ở trung tâm đô thị này. Thời xưa tại đây thường được tổ chức những sinh hoạt lễ hội liên quan đến tín ngưỡng dân gian của cư dân ven biển, đặc biệt là vào hai ngày vía ông là 13 tháng Giêng và 24 tháng 6 âm lịch. Vào những ngày này, lễ hội thu hút phần lớn thương nhân buôn bán và ngư dân đánh cá tại Quy Nhơn cũng như các vùng lân cận đến lễ bái cầu khấn cho công việc làm ăn buôn bán của mình. Sau phần lễ, phần hội ở đây cũng giống như một số làng ven biển, đó là tổ chức hát bội kéo dài 3 ngày mới chấm dứt. Chùa Ông Nhiêu là một trong số ít những đền chùa còn lại giữ kiến trúc nguyên thủy của nó, kiểu kiến trúc bằng gỗ truyền thống của người Việt ở miền Trung. Theo thời gian, chùa bị xuống cấp và đã được trùng tu lại. Tuy có nhiều thay đổi, nhưng cái quý nhất của ngôi chùa phần lớn vẫn được bảo lưu, đó là phần kiến trúc bên trong và một số đồ thờ tự bài trí như hoành phi, câu đối vẫn giữ được cho đến ngày nay. Gắn liền với sự hình thành và phát triển của đô thị Quy Nhơn trong giai đoạn từ nửa đầu thế kỷ 19, di tích chùa Ông Nhiêu gắn với tín ngưỡng văn hóa dân gian, thể hiện ước vọng của người dân Quy Nhơn xưa về những điều tốt đẹp. Chùa Ông Nhiêu đã trở thành một điểm đến cho du khách muốn tìm hiểu văn hóa dân gian, tín ngưỡng, kiến trúc đô thị cổ Quy Nhơn. Trải qua gần 200 năm, chùa Ông Nhiêu đã chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử của đô thị Quy Nhơn và giờ đây vẫn luôn soi bóng mình bên dòng chảy thời gian bên đầm Thị Nại.